Cái này có phải gọi là áo cà sa không thầy? Vâng, không, tùy theo. Áo cà sa nó khác à? Hay là... Ai muốn gọi cà sa thì cà sa, mà ai muốn gọi áo thì áo, ai muốn gọi y thì y. Nhưng mà như theo con gọi là cái tấm vải để cuốn che thân thôi. Cái phương tiện này tùy theo. Cái cà sa, cái cà sa hay là cái gì giống cà sa hay là chủ yếu là cái tâm ấy. Nếu mà cái tâm người đó mà tu hành mà thiền pháp là giữ tròn giới luật với nghiêm chỉnh mà có giới có định ấy, họ mặc cái gì cũng cà sa. A-la-hán mà mặc cái tấm gì ở trên người là cũng là cà sa, nhưng mà một người mà phàm phu ở đời mà cho họ cái tấm cà sa đó họ mặc lên cũng chả phải gọi là cà sa. Đúng không? Vâng. Cũng nói cà sa nhưng mà thực tế cái người đó không nói là tuy là họ cho là cà sa nhưng mà theo con thì cái người đó mặc trên người cái gì cũng không được gọi là không xứng để cà sa. Nó không chân thật đúng không? Dạ, thì chủ yếu là cà sa hay không là cái giới đức giới hạnh thì có đầy đủ giới, có đầy đủ tình định tuệ á, viên mãn như lời Phật dạy thì đó là cà sa. Thực tế là cái tâm bây giờ anh thấy đi ra một vài người ngoài đời á, mà giờ chưa tu hành gì mà những cạo tóc đó mà mọi người cứ cho là cà sa màu vàng ấy, đưa cho người đó mặc lên như thế cũng đâu gọi là cà sa được. Chẳng qua là cái hình thức cái vỏ như thế chứ mà bản chất thì đâu phải. Nên là cái quý trọng hay không là cái bên ngoài, đó là cái bên ngoài cái ấy thôi, chứ còn chủ yếu cái lõi á. Cái lõi chắc bên trong. Tâm không thật thì nó cũng là áo giấy đúng không ạ? Dạ đúng rồi, cái thành như Phật dạy trong kinh gọi là thành tựu lõi cây. Cho những cái người mà mặc áo đó mà không có lõi bên trong thì cũng như cây chuối. Mình gọi cà sa đấy nhưng mà mình kêu cà sa hay là y áo thì nó cái phẩm chất đạo hành của họ ấy. Đạo đức cái lối sống như phẩm hạnh giới hạnh thì cà sa.